Khách thân mến, chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ. À, và mọi người ơi, thì hôm nay em giới thiệu mấy loại mai giống, mai dảo, mai cúc, giống mới, lạ cho cả nhà mình có thể sưu tầm. Mọi người có thể đem về mình trồng hoặc là mình cắt ghép, mình để mình có được những cái cây mai giống mới ha. Rồi bây giờ em giới thiệu với cả nhà mình dảo nhung. Thì loại dảo này á, là khách đang sưu tầm rất là nhiều, bởi vì mặt hoa nó tương đối đẹp cả nhà. Loại này thì nó khoảng cỡ 2 tấc, em ghép được vài tháng thôi, nhưng mà cây nhìn nó rất là cứng cáp ha. Hiện này là có bấm ngọn rồi đó mọi người. Đó, loại này 80.000 một cây ha. Cao cũng 2 tấc à, không có cao lắm mọi người, 2 tấc. Rồi, 80.000 một cây, 3 cây em bao ship. Bên đây em có một loại dảo, đó là dảo cam. Dảo cam này từ 8 đến 12 cánh. Cây này thì tương đối là nó mập mạp, xum xê cành nhánh ha, 100.000 một cây. Và 3 cây thì em bao ship cho mình đó. Và mọi người có thể là mua mỗi một loại một cây ha. Rồi bên đây nè, em có một cái loại dảo, đó là dảo đọt đỏ nha. Cái lá nó đỏ mọi người. Cây này thì tương đối là xum xê, cao 4-5 tấc luôn, rễ đẹp, 80.000 một cây ha. Đó, 80.000 một cây, 3 cây em bao ship. Rồi, em có một loại dảo nữa, đó là dảo đa phúc. Thì cái loại dảo đa phúc này hoa đẹp nha cả nhà, đang được sưu tầm nhiều. 125.000 một cây, 3 cây thì em bao phí ha. Ngoài dảo ra thì Quỳnh có cúc. Rồi cái cúc á cả nhà, cúc khi cả nhà mình nghe em giới thiệu cúc có nghĩa là nhiều cánh. Còn mai dảo có nghĩa là 8 đến 12 cánh ha. 7 tầng thì 250 một cặp. Rồi em giới thiệu với cả nhà mình tư long. Thì loại này á là 80.000 một cây. Cây này bây giờ cao cũng khoảng cỡ 3 tấc đến 4 tấc. Đó, cúc tư long nha mọi người. 80.000 một cây. 3 cây thì em bao phí. Rồi em đây em có cúc này là cúc không nhị hoàng huyết long. Loại này thì em đang đôn xuống á. Đôn xuống nó ra cành nhánh nè, mọi người thấy nó đang ra nè. Đó, thì loại này 80.000 luôn. Đôn xuống rồi cả nhà về không cần phải đôn, mà mình chăm cho nó nhánh nó ra nhiều thôi. Đó, 80.000. Rồi hôm nay em sale cái hàng này. Thì em hổm là em bán 150 một cây ha. Thì hôm nay em sẽ sale là 125.000 một cây. Và 4 cây em bao phí nha cả nhà. Thì loại này là dảo nu xù, ghép chỗ nào nó sẽ nu ra chỗ đó ha. Mọi người sưu tầm để mà mình tạo cái thế nu, thế xù, thế quái cho cây. Đó, cây này về lấy bo liền được. Đó, lấy liền được ha cả nhà. Rồi em có một cái giống mới cả nhà, đó là ngọc mai. Hôm khách hỏi em ngọc mai thì hôm nay em có được ngọc mai nè. Đó, 36cm. Cũng ghép gốc đẹp nha. Thì loại này cũng 80.000 luôn. Ngọc mai nó có màu nhọt hơn cái màu vàng tí. Bên đây cả nhà, quá nhiều cúc thọ hương luôn. Thì cái cúc thọ hương này mọi người sưu tầm làm giống nha. Nó đang cũng có một vài cây ôm nút nụ nè. Cây cao cũng 4-5 tấc đó cả nhà. Cây nhìn cứng cáp, khỏe, chứ không phải là cây nhìn nhánh nó có mới có gan tay nha mọi người. Nói chung là nhìn nó cứng cáp vô cùng luôn á. Nè, đế quấn rễ đủ kiểu ha. Đó, lấy bo được nhiều luôn nha cả nhà. 10 cây em tặng một, tất cả các loại giống 10 cây em tặng một. Còn 3 cây thì em 3-4 cây thì em bao ship. Bên đây mình có 2 tầng của Quỳnh Tuấn Phát là 125.000 một cây. 2 tầng của Bông Đội Bông là 80, hay là 2 tầng Hoàng Hậu quá cả nhà. Mỗi cây mỗi vẻ mỗi khác, nó mặt hoa nó khác nhau ha. Mọi người sưu tầm cho nó đa dạng. Rồi. Cúc này là cúc 150 cánh cả nhà, hoa như bông sen nhỏ luôn. À, này cũng sưu tầm làm giống thôi. 80.000 một cây ha. Rồi bên này em có đây, cái này là dảo siêu nụ nha mọi người. Ôi ôi quá trời nụ luôn cả nhà coi nè. Hết biết không mọi người? Cả nhà xem mấy cây nè, nó đặc rợt nụ luôn. Đó. Đây là dảo siêu nụ ha. Em đang bán cái này là 100.000 một cây nè. 100.000 một cây như thế này mọi người. Đó. Và 4 cây thì em bao ship nha. Rồi bên đây Đại Lộc. Đại Lộc thì 80.000 nha cả nhà. Này lấy bo được nè. Thường thuộc luôn, lấy bo được, cây trồng cũng rất là ok, đế đẹp mọi người. Đó.
Và tiếp theo thì đây là cúc cam nha mọi người. Cúc cam 80.000 một cây luôn. Cây thì nó cũng không cao lắm ha, 36cm bằng là 3 tấc thôi. Rồi bên đây là cúc VIP nè, 80.000 một cây ha. Cúc VIP đế đẹp nha mọi người. Đó. Rồi em có cái loại này, hoa hồng thanh tú nè, 110 nè cả nhà, 110 ha, 110.000 một cây. Hoa hồng thanh tú 3 cây em bao ship nha. Có cây này nó đang thường thượt luôn nè, mặt hoa nó đẹp lắm nha cả nhà. Rồi ngoài ra là em đang có cái mai sắn nè cả nhà. Mai sắn thì đang có cái lô này, gốc to đùng luôn cả nhà. Đó, cây này thì em bán lẻ là 200.000 một cây. Còn nếu cả nhà mình lấy 3 cây á, là 550 em bao ship á cả nhà. Gốc to ha, sắn nhiều luôn nè. Đó. Rồi ai yêu thích thì alo em nha. Sắn quá trời luôn, quá trời quắn luôn nè cả nhà. Cây đẹp vô cùng ha. Rồi còn nếu như có cả nhà mình muốn lấy bo thôi thì lấy cái hàng này 350, 350 3 cây nè, 350 3 cây em bao ship ha. Rồi bên đây cả nhà em có rồng bay luôn. Rồng bay cũng 80 luôn nè mọi người. Đó. Cúc kem cũng 8, cúc kem 90. Cúc bi 80 ha. Rồi tây thi nè, mặt hoa tây thi nè mọi người. Đó. Khá đẹp ha. Thì tây thi là 250 một cặp. Rồi cúc gia đình nha. Cúc gia đình là 100. 3 cây em bao ship. Rồi đọt xanh luôn. Đọt xanh luôn cả nhà. Đó. Đọt xanh thì 80 luôn ha. Rồi đọt đỏ nữa. Đọt đỏ là cũng 80 luôn. Rồi khách ơi. À. Bên đây em có bạch mai luôn. À, bên đây em có là này là giỏ bạch kim. Giỏ bạch kim ha, 100.000 một cây. Còn bạch mai tân tân á là 90.000 một cây. 90.000 một cây bạch mai tân tân nha cả nhà. Còn bạch mai thái là 100.000. Rồi khách ơi, thì nếu mà hết cây nào thì cả nhà mình alo cho em nha. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.